cảm ơn cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng Tám đã bàn giao cho đây một sập rất là ưng ý. Và cũng được biết qua trên YouTube cũng như là các kênh thông tin khác thì rất là cơ sở mình rất là uy tín. Và ngày hôm nay thì anh em trên cơ sở có cái dịp để xuống với gia đình của mình. Và gia đình mình rất là vui khi mà được sử dụng cái sản phẩm của công ty. Vâng. Chúc toàn thể anh em trong công ty luôn luôn mạnh khỏe, năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn thật phát tài phát lộc. Ok, vâng, thì em thay mặt xưởng xin cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Mặt ở nhà khách hàng rồi, quý vị ạ. Xe này không quay được nên là phải lùi lên một cái dốc rất là cao. Ít trên này. Gì anh nhỉ? À, anh nhé, tên anh ấy. Anh là Phùng Văn Giỏi. Anh Giỏi ở thị xã Sơn Tây. Thị xã Sơn Tây. Vâng, hiện tại thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang có mặt tại gia đình nhà anh Giỏi ở tại Sơn Tây, Hà Nội và bàn giao cho anh một chiếc sập ngồi ngũ phúc bằng chất liệu gỗ hương đá, và kích thước là 1m8 x 2m2, cổ liền chân 24. Đây trước mặt quý vị là cái sập đây, chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình anh Giỏi đây. Đây cũng như là cái không gian gia đình anh. Thì tôi có quay lại một video làm clip kỷ niệm với anh Giỏi, như là giới thiệu qua một vài đường nét của chiếc sập này. Đây là hình ảnh chiếc sập này quý vị nhé. Đây, tôi sẽ lướt qua một vài đường máy. Đây là phần dạ tiền của chiếc sập đây. Phần dạ tiền này thì có độ dày là 10cm và được đục chạm là thủ công bằng tay, cũng như là chạm là chạm mẫu ngũ phúc chám mai. Đó, đường nét thì chạm trổ rất là sắc nét, rất là sắc nét cũng như là kênh bong. Đây, quý vị thấy được không? Những linh vật như là những cái con chim hay là những bông hoa này được gọt rũa rất là kỹ. Và cái sản phẩm này của anh Giỏi là anh tưởng tôi là anh yêu cầu là đánh vét ly trần, quý vị ạ. Đánh vét ly trần và giữ nguyên khuôn gỗ. Đây, chân sập là chân 24 này. Chân sập 24 là có đục chạm là tùng lọc kênh bong. Tùng lọc rất là kênh bong và sắc nét. Cũng như là vân gỗ đây, quý vị, vân gỗ rất là đẹp. Đầu chân thì có rơi ngậm chữ thọ. Ok. Vừa lắp đặt xong quý vị nhé. Chúng tôi vừa lắp đặt xong cho anh này. Đây. Cũng như là cái phần dạ sập này là cổ liền này. Cổ liền này, những hàng mỏng nhất rất khít thôi, cổ liền chắc chắn hàng. Phần này khuôn mặt là mặt này là hai lá và dày là 2cm. Đây hình ảnh tổng thể chiếc sạp đây quý vị, tổng thể chiếc sạp đây. Nhưng phía bên này nhà anh lại có trường kỷ cũng như là bộ đồ thờ rồi, rất là đẹp. Đây, em xin anh ý kiến luôn nhé. Nghĩa là anh biết xưởng em phải qua đâu nhỉ, cũng như là cái hàng này em bàn giao thì có như yêu cầu hôm trước anh xem không? Cảm ơn cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng Tám đã bàn giao cho đây một sập rất là ưng ý. Và cũng được biết qua trên YouTube cũng như là các kênh thông tin khác thì rất là cơ sở mình rất là uy tín. Và ngày hôm nay thì anh em trên cơ sở có cái dịp để xuống với gia đình của mình. Và gia đình mình rất là vui khi mà được sử dụng cái sản phẩm của công ty. Chúc toàn thể anh em trong công ty luôn luôn mạnh khỏe, năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn thật phát tài phát lộc. Ok, vâng, thì em thay mặt xưởng xin cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Chúc anh và gia đình cũng như là chuẩn bị là đón Tết là thật nhiều sức khỏe, như là ăn phát đạt. Ok mọi người nha, mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Như là số điện thoại là 0987 510 86, là website đồ gỗ Tùng Tám .com. Và hiện tại là những ngày đầu năm 2021 này, và sắp đến Tết âm lịch 2021 rồi. Thì chúng tôi bàn giao cho gia đình anh Giỏi tại Sơn Tây. Ok mọi người. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi nhé.